chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì sau hai bữa hôm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hôm nay là mùng 3 tháng 9, em sẽ làm một công việc mà rất là ưa thích, đó là test hàng cho các anh. Thứ nhất đầu tiên là em test cho anh Đỗ Tràng Tịnh ở số 54 đường Tây Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của anh là 0984775788. Anh lấy một cái EP02 màu trắng. Đây, tí em sẽ test cho anh. Tiếp theo là anh Hải ở 169 đường Thụy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, con Tobi 03E. Số điện thoại là 0909109500. Đây, tiếp theo là chỗ anh. Tí em sẽ test. Thứ ba là anh Trương Văn Chức ở Đình Quán, Đồng Nai. Số điện thoại là 0333241316. Của anh là hai con Patty Hawk 780 này, hai con Patty Hawk này, một con đẩy B3 này, cặp dây Canon với TS này, mic dây này. Và anh sẽ đổi từ con Tobi 03E sang. Rồi, ok anh. Còn nữa không nhỉ? Còn anh Nguyễn Văn Dũng ở Lục Hạ, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0974991190. Của anh là một bộ mic không dây QLQF3. Vâng, của anh là một bộ mic không dây QLQF3. Anh test luôn, tiếng khá là hay. Vâng. Và bây giờ là em sẽ test luôn cho các anh. Đầu tiên là anh Nguyễn Văn Dũng này, bộ mic không dây này. Của anh Dũng đây nhé. Một bộ của anh 2.250.000. Em khuyến mại phụ kiện và miễn phí vận chuyển cho. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lần Sơ vân kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, con các bà, cô dì chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên. Và hai mic đều rất là ok. Và đây là test chức năng tự ngắt này. Đây nhá. Khi mà em đặt xuống thì nó sẽ ngắt. Alo, 1, 2, 3. Alo. Đây nhá, tự ngắt nhá. Còn lại vậy đây. Alo, 1, 2, 3, 4. Đặt xuống này. Nó sáng đèn nên là tự ngắt. Riêng dòng này thì tự ngắt thì chắc là mọi người biết hết rồi. Em cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Con này có báo pin ở trên đầu thu. Đấy, khi mà nó chúng ta nhấc lên thì báo pin. Rất là tiện lợi cho những ai mà làm sự kiện ấy. Nên báo pin trên này rất hay. Con này là ruột tím của dòng Bayer Vidax. Em sẽ tặng cho anh là adapter 12V này, dây 6 ly này và bộ hết chống lăng. Đấy. Rồi ok. Mic của anh Nguyễn Văn Dũng đã xong. Cảm ơn cho alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2. Tiếp theo là đến mic của anh Dũng đã xong rồi. Thứ hai là đến cái đơn giản trước. DP02. Đây sản phẩm của anh là một chiếc DP02. À quên, cái mic này em xin nói lại là bên em bán ra sẽ bảo hành cho các anh 3 tháng. Đây, nên em sẽ bảo hành cho các anh 3 tháng và được dán tem. Cả hai mic đều được dán tem và đều được bảo hành 3 tháng. Đấy. Ở trên đầu thu cũng có tem. Rồi. Hai là em test cho anh Tịnh cái DP02. Để cho nó tự ngắt thì cho nó được. Lấy luôn cái adapter 12V của cái
của cái mic không dây. Lấy luôn, nhanh nhanh. Để tôi tháo cái adapter của cái điều khiển. Điều khiển này chúng ta có thể chỉnh volume to nhỏ, nó nick vào các thứ đều được. Chọn đầu vào, quay gần đây cho nó dễ nhìn. Đấy, đây nhá. Chỉnh volume, chỉnh to nhỏ này. Nick bài hoặc là chọn các đầu vào này, AUX này hoặc là Bluetooth. Đấy. Phải nhớ vân vân, chọn equalizer này. Đấy. Rồi, ok, trước hết là em test cái chức năng cắm AUX đã. Cái này thì có Bluetooth, tiện lợi cho chúng ta nghe nhạc không dây á, ví dụ như là karaoke hoặc là nghe nhạc đều được. Không phải hầu một hôm tôi đến tìm em để tự đây là test chức năng của Bluetooth dạ. DP02 này ấy, thì được bảo hành 1 năm và được bảo hành trên tem 12 tháng. Rồi. Bây giờ là đến con QV03E. Tí nữa em sẽ đóng gói xong. QV03E của anh Hải, số điện thoại là 0909109500. Con này tí em sẽ chỉ cho mọi người nó khác cái
cái DP02 ở chỗ nào, mọi người xem đâu đó là cái nhu cầu phù hợp với mình, mọi người sắm nhé. Bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người giữa cái DP02 và cái Kombi03E nó khác ở nhau ở chỗ nào. Thứ nhất là cái DP02 nó có điều khiển đấy, và nó có USB, chúng ta cắm được USB rất là tiện. Nhưng nó có cái nữa là cái equalizer này là nhà sản xuất đã chọn mặc định cho chúng ta, chúng ta chọn được 6 chế độ equalizer. Còn với cái thằng Kombi03E này thì nó không có điều khiển và nó cũng không thể cắm được thẻ nhớ, nhưng mà nó chỉnh được bát chép ở trên này. Con này khi mà chúng ta chỉnh equalizer tắt đi, bật lên nó sẽ mất, nó lại về ban đầu. Còn cái này chúng ta chỉnh bát chép ấy, thì nó sẽ giữ nguyên đấy, bật lên thì nó vẫn vậy. Chỉnh cái này bằng cơ, chiết áp cơ. Còn cái này thì bằng số, tắt đi thì nó lại về ban đầu, còn cái này tắt đi thì nó sẽ vẫn như chúng ta đang chỉnh. Đấy. Mỗi con nó một cái ưu điểm riêng, nên là mọi người xem cái nào nó phù hợp với cái nhu cầu của mình thì chúng ta sử dụng nhá. Rồi bây giờ để em test cái Bluetooth. Đây chúng ta chọn vào cái đèn xanh xanh Bluetooth. Đâu rồi? Quê hương bao la những chiều đông quân đen làm bát làm đông luôn. Hoa trắng ngày xưa tăng thương em nói sao cho làm bát. Nhưng có ai đâu. Rồi đây là chức năng của Bluetooth. Cái này để gọn cho anh, tí em sẽ đóng cho anh xong. Và bây giờ là em test cho anh hai cái vang Party House. Bây giờ em test cho anh Trương Văn Chức ở Đình Quán, Đồng Nai, số điện thoại là 0333241316. Anh lấy hai con vang Party House này, đẩy B3 này và mic dây. Trước hết về con Party House đây, quay đi về. Ngoại hình con Party House này rất là đẹp. Sơn zin luôn, nguyên bản. Và đẩy B3. Đẩy B3 knock 2.4. Nó cái đầy sao không tắt cái ấy đi. Sao không tắt cái chế độ lấy led đi đi. Cứ phải chấm này. Đây, sẽ test cho anh hai con tắt đi thôi. Con này nó bụi nhưng lau lại là lại đẹp long lanh.
Rồi đầu tiên là em test cho anh con Patty House này trước. Micro đó rồi. Lên. Quên. Lên. 1 2 Lên. 1 2 Vang nhạc rất là tốt. Lên. Đây nhá. Thì con này thì em đã làm rất là nhiều cái clip hướng dẫn chỉnh cái con Patty House 780X này rồi. Còn trong quá trình sử dụng mà có điều gì anh không hiểu thì có thể alo luôn cho em qua cái số điện thoại là 0987 630409, em sẽ hướng dẫn cho anh. Hoặc là có thể anh gọi video cũng được, gọi video call em hướng dẫn cho anh. Rồi. Xếp con vàng tiếp theo cho anh. Đây mọi người nhìn này. Ngoại hình còn rất là đẹp. Cái này chỉ lau là sạch thôi. Mặt trước, mặt sau. Ngon lành cảnh đảo. Đây, con trang tiếp theo. Anh lấy hai con, một con cho anh, một con cho bạn. Rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ cho HT Audio. Lần 1 2 3 4 5 6 7 lần. Vàng nhạy được rất là tốt. Tiếp theo là đến nhạc. Rồi ok. Tắt mất rồi. Đây, và bây giờ là đến con đẩy. Đẩy thì từ vừa nãy giờ thì em vẫn đang dùng con đẩy này. Nên là chắc là không cần phải test gì nữa. Em giới thiệu qua cho mọi người nữa. Em cũng cho anh trước xem luôn ruột gan của con này. Đây nhá, đây là con đẩy NOX 2.4 này của B3. Tất cả còn nguyên bản luôn. Con này thì sử dụng 8 sò. Mặt còn rất là sáng. Đây là đời mới này thì nó dùng một cái chiếc áp này thôi.
các cái đời cũ như đời R ấy, 26 208 thì nó có 3 4 cái chiếc áp này. Và nó rất là nhỏ. Nó dễ bị mo ve hoặc là hỏng chiếc áp này. Thứ hai là cái đời trước nó có một cái mạch nhỏ nhỏ màu đen. Đấy, nó bằng cái góc như thế này. Thì bây giờ đời này nó bỏ rồi. Làm mạch này. Tiếng của B3 thì mọi người biết rồi. Tiếng rất là sáng. 8 một tụ còn phẳng đẹp. Đời này ít lỗi. Công suất là 400W một kênh. Còn con này với công suất đầu ra đây nhá, là cái thông số ở trên. Trên hãng đã ghi này. Đầu ra 8 ohm là 400W. 4 ohm là 650W. Đây. BG Audio Technology. Đây, cái kiểu sản xuất là nhà máy 3G này. B3 Nord 2.4. Đấy. Đây là series. Còn mọi người cắm thì cắm như này cho em nhé. Đây là ra loa này. Đây là hai cầu ra loa này. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cái cầu này cũng được. Đấy. Cầu new trích này cũng được. Đầu vào thôi. Đầu vào thì chúng ta cắm vào hai cái đầu này nhé. Đây đầu vào là input này. Đấy. Chúng ta cắm cái vang số dùng cái dây Canon này xuống dưới cái đẩy này, chúng ta cắm vào cái input này. Một trong hai cái này đều được. Đấy. Quạt con này còn chạy rất là tốt. Êm ru. Lắm con nó quay như trực thăng. Mạch rất là sáng đẹp. Nguyên bản chưa sửa chữa thì mọi người nhìn này biết đó là nguyên bản này. Thứ nhất là cái keo này. Cái keo sữa này là còn nguyên này. Đấy, chưa bong ra. Có nghĩa là chưa nhấc cái mên này lên. Đấy, keo sữa còn nguyên. Thứ nhất là chưa tháo ra. Đây. Đây cũng vậy. Đời này là đời mới nhất của B3 hiện nay. À, không biết có phải mới nhất không, em không nhớ rõ lắm. Nói chung là đời này là mới. Nhà máy họ còn đang sản xuất cơ. Còn cái dòng R ấy, thì họ đã ngừng sản xuất rồi. À chết, của anh chip còn cái mic dây nữa nhỉ. Cầm để tôi test luôn cho anh cái dây. Thì con này, hoặc là vang trước khi bán cho mọi người, bọn em đều tháo ra vệ sinh. Đấy, chỉ tháo cái lắp ra để vệ sinh thôi. Còn lại là không có động chạm gì vào máy. Và của anh đây là còn nguyên bản hết này, không có sơn lại. Nếu mà sơn lại sẽ đẹp ngay, nhưng thôi thì theo yêu cầu của anh là để nguyên. Thế nên em cứ để nguyên cho anh. Sơn cái này chỉ đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Đây là anh lấy cho anh bạn anh nữa là một cái mic dây Shure của QCN model 9.1. Bây giờ em test luôn nhé. Con này nó tiện cái là cắm vào đây chúng ta xoáy được. Nó xoáy nó không bị trờn cái gen này. Nó rất là nhiều con bây giờ nó gãy cái chân chỗ này. Chúng ta cứ cắm vào xong lại rút ra lại cắm vào. Rút ra nhiều, cắm vào nhiều nó gãy. Thì bây giờ nó dùng cái gen này. Lần 1 2 3 4 4 5 6 7
Ok. Mic của QCN đã hàng chính hãng, được bảo hành 12 tháng. Đây nó còn có cả cái túi nhung của được mic. Rất là đẹp. Tiếng 2. Còn này thì tiếng tuyệt vời. Nhưng mà có điều kiện thì nên sắm mic không dây. Nói gì thì nói, cái mic không dây này tiếng vẫn tốt hơn cái dây này nhiều. Hay chưa? Rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của HD Audio. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho HD Audio trong thời gian vừa qua. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Trong quá trình sử dụng hoặc có cái điều gì mọi người không hiểu thì có thể là alo trực tiếp tới số điện thoại hotline của HD qua số là 0987 630 409 hoặc là 0777 300 400. Thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Hoặc là mọi người có dùng Zalo thì gọi trực tiếp qua em sẽ chỉ thẳng luôn, hướng dẫn cho mọi người luôn. Vâng, xin cảm ơn mọi người.